Rồi, xin chào anh em nhé. Bữa nay thứ ba này, lên cái video đồ nghề ít pin, đồ bảo hiểm để anh em xem. Ai có nhu cầu alo nhá. Có cả hàng tôn này, hàng mới lấy về này, hàng nói chung là đồ tầm lâm, tập cẩm. Cái số 1 khóa tự động này, từ 23 đến 32, 7/8, 11/4, mặt xa, mặt tê queo, đó, răng nó có hơi hơi mòn này, nhưng mà đồ này nó sáng lắm, của Vinadium là nó sáng lắm, nha. Rồi, số 1. Điện thoại hơi sáng nha, thoại sáng còn màu rõ. Số 1 này, 100k. Đó, thì bỏ vô là xài luôn, không có gì hết á. Từ 32, từ 2 bản 32, số 1, 100k. Cái số 2, hay là cái kim mở phe này, cái này là mở phe trong đó. Orabat H2 này, to, cái này to con đó, mở phe trong. Rồi, cái số 2. Làm buổi giờ chiều nhá, anh em gọi điện buổi sáng nhá, buổi chiều không có gọi nhá, 1 giờ là không gọi con đâu. Số 2 này, 100k. Số 3, số 3 này, cái mũi đục này, đục này là 12.7 nhá, 12.7. Đó, nó dài khoảng 20 gì đó, 20 thì rùa tròn này, tròn này khoảng 1/2 á, 2 ly á, thì rùa lá đó, đồ cũ thì nó cũng có, nó có rồi, có xài rồi, mòn này. Ba cái này này, 100k này. Cái số 3 này, làm nhanh gọn nhá. Đồ nghề này đặt làm anh em đặt lắm, không muốn lấy nhiều đâu, máy nhất là máy còn đặt cực kỳ khủng luôn. Số 3 này, 100. Số 4 là một cái kéo có chữ hít này. Khóa đây, khóa nặng quá. Đó, cái này cắt tôn, cắt sắt, cắt tầm cỡ 10 ly, 10, 12 ly là cắt ngon, à, cắt được rồi. Cái số 4, 150k. Rồi, cái số 5 lấy cái gì làm cái đó nha. Số 5, CMART, kéo đó, nó sao ngon lành cũ nhưng mà vẫn còn đẹp lắm, còn cành dùng của Tây Nguyên, cành cà phê thì ngon lành. Cây số 5, 150k.
cái số 6. 6 không? Đó. Mẹ tí này. Tí nhưng mà nó nhỏ lắm, có thể không được lắm. Anh em quen thuộc rồi, bây giờ mua về xài thì chứ anh em đồ này anh em quá quá quen này, đồ nhặt bại mà, cái chỗ nó 6 này, 120, cái số 7, số 7 này, cái kẹp này, so mắc 350, 100, mm. Mình ly đây ô ben như này ben đó bữa trước cũng có rồi. Đó ngon lành nha, đầy đủ nha. Cái này phần sử dụng của nó được 10 này, 100 10 là 100 mình ly ạ. Rồi cái này 8k số 6 cái số 7 này 100 này. Rồi, anh em mua nhiều món này chuyển khoản bao ship luôn nha. Rồi cái số 8 này một cái cần cái khóa Ano gì đây? Ano 21 nhân 16 kg mét. Cái này cái 21 này. Đó, nó cấu tạo cái này chứ không phải là gãy nhá. Đây là do cấu tạo á. Đó, còn thêm cái khóa. Khóa này, cái đũa này. Cái này đi luôn. Đây. Chỗ này chỗ tròn này. Chỗ này đũa chữ nhật. Có chữ nhật này, có chữ này. Đó, một cái này thôi, cái món này tâm này anh em đề phòng dịch bệnh nhé, dịch bệnh ngày nào cũng có nhưng nhiều quá nhưng mà mình tiêm chút rồi chút cẩn thận vô đề phòng. Cây số 8 này 100k. Rồi, 9. Kẹp này. Cái này chữ này, chữ mà mờ đấy chứ không có chữ mà mờ. 350 gì đó. Nhân cho 8 mấy. Rồi cái số 9 60 anh em mua nhiều món chuyển khoản nha, một món chuyển khoản là rồi báo ship này là nguy hiểm đó, không có lộ đầm đó. 60k. Rồi tới số 10 này là một cái kéo, cây này cắt tôn được, cắt sắt được, nói chung cắt cái gì cũng được hết đó. MCC này BMU 240 Japan. Đó, khóa đây, khóa rồi nào đây, đó khóa đây. Rồi cái này 120k. Số 10 1 2 10 cái cùng lực luôn, cái này cùng lực đấy. Cắt lưỡi của mẹ nhá, lưỡi ok nhá, không của mẹ này kia không. Số 10 cái 11 này một cây kẹp nhanh này, cái này của Sunki kẹp nhanh
phần sử dụng được 17 17 nha. Rồi, phần cứng đét luôn. Rồi. Cây số 11. 11 này. 130. 130k. Cái 12. 12 này. Cái này của top. Top này. Kẹp nhanh luôn. Cũng đét luôn nhá, không có chục gì chứ đó. Đó. Cái này sử dụng phần sử dụng được 17 luôn. Cái này cổ số nó còn chính cổ số luôn. Chính cổ số. Sun Ki, cái này của top 130k luôn. Cây số 12, 130. Một, ba, mười. Hai cây giống nhau. Anh nào lấy hai cây thì 150. Cây số 13. 13 này. Cái này clip trước có khó rồi đấy. Kéo ra. Đó, gạt ra được. Kéo ra, gạt. Ô. Cái này dài. Cái này là phần sử dụng được 25, 26, 27. Phần sử dụng 27. Đó, bóp vào, mình đẩy được vô. Phần cứng đét. Đó. Cái này 150k. Cây số 13. 1 12 13 150. 1 150 đó. Anh em mua về là sử dụng bởi vì giờ chỗ nào rẻ thì anh em cứ mua, bởi vì cái này thì tuyệt quyền của anh em mà. Chứ không biết được đục này, cái nó có tem này. Đó, như đông mới, nó khâu đông mới này. Đây, chữ. Cái nó có tem này, không có chữ. Cái này chữ này. Đó, cặp đục này này nha. Cộng thêm một cái dũa này, cho cái dũa nhỏ này này, dũa nhỏ này, dũa vuông này, vuông vuông nhỏ thôi. Cái này nó khoảng 7 ly thôi. Đó. Thêm những cái kia nó nhỏ quá, nhỏ quá không có xài cái đồ gì nó ấy thôi, lặt vặt thôi. Trong nhà này nó đục cái đục bộ đục này, nhiều người hỏi lắm này. 14 này. Đó. 100k. 400. Điện thoại có sáng quá mà. Sáng quá. Rồi, cái 15. 15 này. Một cái đục này. Coi như kiếm cái đục nào mà không có. Đục không có, đục hết rồi. Đó. Đục cái dũa. Dũa này. Dũa này dũa chắc lắm. Nhật là ba cành nhá. Dũa nhật là ba cành hết rồi. Phần này là phần trơn. Trơn không có gì đâu. Ba cành nhá. Cây này. Còn thêm cái dũa vuông này, cái này của dũa tròn, cái này dũa tròn, cái này cái cán này, chữ nhật này, đục có chữ nhật này.
Rồi, này. Vít này đang sử dụng. Đó. Anh em về làm cán mà xay nhá, cái đục này làm cán xay này. Đục này là có như là khoảng 100.000 này. 4 phân này. 4 phân. 40 cm á. Cái này 100 ta. Cây số 15. 100 ca. Rồi, 16. 16. 16 là một cái mấy cái kéo này này, cho nó đi vượt luôn này. Kéo. 50 kéo này. Kéo này mua Covid rồi mua cắt tóc á. Chữ đâu? 1 2 3 4 5. Kéo này cắt giấy thì vô tư nhá, cắt tóc chứ còn cắt giấy thì bình thường không có gì phải nói. 5 cây. 200 ca. 5 4 20. 200. Anh em chuyển khoản đều bao ship hết nhá. Nhưng mà mua nhiều món ạ. À. 16 này. 200. Rồi, 17. 7 cái búa này. Búa. Búa không có chữ đâu chứ. Búa không thấy chữ đâu. Đầu này bằng đó. Cái này khoảng 2 phân này. 2 phân này. Ừ, hơn 2 phân rưỡi. Đó, cái búa này. Búa cái dụa, đóng này dụa. Dụa vuông này. Dài 25. Phần sử dụng hay lắm đó. Rồi 100 ca. Cái số 17 100. Ngày tháng 7 đắt lắm anh em nhé. Anh em hãy xem rồi biết. 7 100 này. Rồi 100 ca 17. 18. Hai cái dùa này. Dùa bán nguyệt này. Dùa tam giác này, tam giác này là 2 phân đó. Khoảng 2 à. Ở chiếc trước 2. 18. Rồi, cái dùa bán nguyệt. Cái dùa. Cái này gãy mất khúc này. Khúc này. Tròn này, bán nguyệt này, tam giác này. Đó. Rồi, con nào nữa không? Cái này bán nguyệt luôn, bán nguyệt không có rồi. Ba cái này, thôi ba cái đi. Ba cái này nhá. Ba cái này. Đó. Ba cái dũa, chủ nhật đó. Chủ nhật nè, chủ nhật. Anh em mua đồ Trung Quốc về làm được, nó cũng được nhưng mà không mua đồ bại đồ ấy thì mua đồ cũ mua đồ mới về xài cũng được. 80. Đó. Xài được nhưng mà chưa biết thì xài được bao lâu thôi. Bởi vì tôi dư không có xài đồ đó này cho nên tôi không biết được. Trước thì xài. Rồi, cái 19 này. Kim một nhọn này. Cái này nó nhọn thật, cũng nhọn cái nhọn này, mai sao á. Nhọn này. Chữ đây nhưng mà đó. Cắt. Độ cắt của nó đây này, kín này. Cắt kín này, xít này. Cái dũa này. Dũa này dũa bán nguyệt này.
thêm lục giác này này, 6 5 4 3 1, còn có từng này thôi, 100k, hàng 100.000. Giờ bán không còn lời bao nhiêu đâu, chỉ không có lời đó. Tính toán ra là coi bữa trước tính bữa là coi như là 19 100k. Mua là 1.340.000. Mà bán được 1.000.000, bán hết chứ, nếu bán hết á là 1.880.000. Thì lời 500, phải bán hết, điều kiện là bán hết. Đó, chuyển khoản là coi như là tiêu luôn, chuyển khoản là huê. Kéo này. Chuyển khoản là bao ship mà, huê luôn, kéo này. Kéo cả tôn. Cái này có tôn được á. Nó cùng gông, gông này có tôn được. Đó, khóa đây, khóa. Cái này của BH gì này. Khóa gãy, không cần khóa đâu. Tôn cắt từ từ rồi một cái lý dấu này, cái lý dấu này thấy là lạ thế, có lô số đây, có lô số này, lô số này to to con nhọn, chữ không thấy chữ, cái này là có đó, đây này chữ này này 100k. Cái tôn thì kéo mùng mỏng cắt được, nhưng mà nó cắt lượt lại kéo cắt tóc ra cắt nó như này trâu luôn. 20 100k, 20 100, rồi 21 21 này, tay cắt mùng đông này, ngon lành này, Sube, hàng Sube này, cái này cắt 42 này, thoải mái này, Japan. Bốn mươi lăm, một dao thôi, không mẻ, nhưng mà còn một dao thôi, còn một dao với một cái loa đó này, đó rồi cái này, cái số 21 này. 200k. Cái cắt ông đông nhá, ông đông nhựa chứ cắt hết nhá. Đó, nhẹ nhàng. 21 rồi, 22. 22. Là một cái bị chuột, xe ban top, xe ban. Mấy cái 17 này. Bên này là 17, bên này 14 17. Dạ, cứng đó. Ồ, cái này cứng, hơi bị cứng. Này hơi cứng à. Đầu bộ bi này. Bộ bi này, chữ này. Phun ki gì đây này. Ki U 1 LB. Đó, đầu bi đẹp, nói chung là đẹp một chút. Đó, cái đầu búa này này 80.000 này, rồi 22 80, 22 này 80 này. Anh em thấy rẻ thì mua, mà đắt thì thôi. Chứ đừng có mua thì trả giá rồi không nhận hàng. Cái này 17 21 em chi có hơi lắc này. Đó, một đôi cuộn lắc thế không bị chi đọc chưa. Đó. Rồi cái này 80 hơi lắc. Cái số 23
23 này, 80. Rồi, 24. Ở đây kéo này, kéo cột giấy như cắt giấy ấy, giấy nốt ra thuộc sọc á. Đây. Đây, cắt nó ra này. Đó. Cái này 100k. Bị cắt vải có cắt được cái không? Cho nên cắt giấy thì nó ra vậy đó. Vải nó ra vậy nhưng biết có cắt được không? Cái 24 này. 100 này. 25. Vỏ pin này là 143H, pin hư nhá. Cái này pin hư rồi. Mạch cho còn mạch thôi. Con này còn của đợt trước đó. Anh em mua về đóng lại pin xài. Đóng lại pin xài. Cái loại này cũng móc này, không có đẹp nữa. 100k. Rồi ghi số luôn. Cái 25 100. Nó còn móc á, 25 này. 100k. Đó. Rồi, 26. 26. Đó, bỏ pin đẹp không? Pin hư rồi nhá, tháo ra thì tháo ra rồi. Pin hư rồi. Đó. Cái này mua là 150.000 đấy, chỉ bán 150 luôn. Cái số 26 này. 150k này. Vỏ pin nhá, cái này là vỏ pin này. Hitachi 14. Đó. Bởi vì hư, pin hư rồi. Mua nhầm. Pin mà đẹp đẹp là ok đó. Rồi. Cái 26, cái 27 này. Cái này là pin quá đẹp. Để test mở cho anh em xem. Đây. Pin Samsung này, cực đẹp này. Thấy chưa? 13LM. Pin mạch đẹp. 14. Cái này 120k. 120 nha. Đây, 120k. Đó, anh em xem nó pin đẹp. Cầm, đừng cầm nhá. Đó, pin này. Thử bóng này. Cái này là mới lấy về hồi sáng, mới lấy về hồi sáng đi lấy của mấy cục pin này. Đó. Đó. Rồi. 26, 27. 27, 120. Một, 20. Rồi, 28. 28 này. Cục này là cùng lấy về sáng này. 3, cái này cầm này, đang cầm này. Chưa sạc nhá, cái này là chưa cái sạc đâu. Nói rõ với anh em rồi chứ tôi nói cái gì mà nói chắc không phải nói đâu. Chưa sạc, cầm. Đó. Đó. Makita 14. Cũng
cái này là của Nhật chính cống nó mày, không có made in China gì hết á, không có made in. Cây 28 220. Rồi, cây 29. 29 này. Cái này này, cái này nó mới quan trọng này. Cái này là mất cái đầu này này. Nhá. Mất đầu này lấy cây sáng nó mất cái đầu này mình không biết. Cái này nó bung rồi. Vỏ trên nó bung rồi này. Đó. Thấy bẩm nó con là coi bỏ tủi luôn đó. Được chưa? Ba ba pin, ba đèn sáng này. Đó. Bỏ máy chạy phá phá nhá, bỏ máy nó chạy phá phá nhưng mất cái đó thôi. Tôi sẽ để nguyên về cho lắp cho tôi có để lắp rồi mà. Đó. Rồi xong 18V cút đi rồi, bỏng đi rồi. À rồi ok. Chưa? Pin sống nha, pin sống. Bởi vì cái này là thả ra rồi nhưng mà nó mắc cái này này, không có được. Mắc cái cục này không có lấy pin ra. Cho nên tôi chưa coi, bịt là bịt vậy chứ chưa có 6A. 18V. Đây niêm phong còn nhưng mà nó bị bể nó trên thôi. Niêm phong còn này. Đây. Đó, chưa tháo mặt dưới ra. Tháo mặt trên này là còn coi vậy thôi. Đó. Vỏ dưới vẫn còn đứt đây. Đó, trên anh em về có cái này á. Là bỏ vô chạy tốt, chạy ngon lành nhá. Đang chạy ngon lành á. Chưa? Trong này là có 10 con pin, tức là 5 cặp. 5 cặp 10 hòn. Đó, tôi thì có rồi cho nên tôi không để lại sai nhé, để lại sai được thì có rồi. Tôi xài loại 12V, 14V, 4-5 cây này. Rồi cây số 28, 29 này. Nha, cây này á. Rồi 280. Đó, chỉ có bản pin này. 28.000 viên này. Có mạch nữa này. Có trong có mạch nữa nha. Đó, 28 này. Rồi. 30. 30 là cái này. Đó. Cái này cũng nói thật với anh em là con cái này là tôi lấy về bởi vì là tôi biết rồi, có một ông bên cạnh nhá. Ông một chặt thì sắc kê mà rớt mà có như mất cái 30-40 triệu gì á. Gãy chân. Rớt. Máy gãy chân nha, gãy xương sống thì có đi luôn. Cái này là dây an toàn, móc an toàn, móc nhá. Cái này thì nó hư rồi, cái này nó hư hết này. Đó. Móc an toàn. Chỉ có cái tem là có chữ Japan hết này. Japan. Bóp cái này vào này thì nó mới mở này. Đó. Nha, không bọc nó mực không nha. Mình móc vô, móc của cây á. Anh em về có cái giấy á. Cột đây này. Đó. Móc vô. Móc vô cái gì đó. Khỏi người rớt á. Bởi vì tôi làm tôi không biết rồi, làm cái nóc nhà mà coi như là làm dốc cực kỳ luôn. Dốc mà kiểu coi như hàng cái thang để mấu mà. Có cái này, không có cái này là không có xài rồi. Tôi thì có rồi. Đề phòng đèn cây này. Đó, móc này. 100.000 cây này. Tức là 100.000 hơn là mình có bảo hiểm mất vài chục triệu chứ còn này không có bảo hiểm mất cả 100 triệu á. Bởi vì tôi thấy nhiều người là rớt gãy chân gãy tay rồi có hết cho nó. Có người chặt lên chặt cái tràm mà rớt một phát bờ rào thôi, rớt vô bờ rào thôi
chết ngay tại chỗ, chết ngay tại chỗ, bởi vì cái bờ rào cái cọc, cọc nó bọt nhọn, cọc xi măng trốn một mét à, một mét, một thằng kia nó lên 2 mét, bắt đầu rút xuống sọc vào đây luôn, phải chết đứt luôn, chết ngay tại chỗ luôn. Chứ ai nói là có như rồi tôi bật rào mà không chạy được. Có 8.000 cây, có nhiều á. À, tôi lấy về một đống của 8.000 cây. Cái nào như cái nào hết. Thằng nhặt hết á. Không có phân biệt cái nào. Để đi thấy cho tôi một sờ nhé, cho nên là phải làm an toàn cho anh em. Mình làm cái gì nữa, lên là trèo lên thôi là phải an toàn. Đó. 30 đây đoạn này 8.000 cây này. Tôi nói thật anh em, mình lo mình trước cái đó. Mà thì 8.000 hơn là coi như là bỏ ra 8.000 có thể dùng, không mất 8 triệu á. Đó. Tôi vô. Đó, hàng này. Này, bóp đây. Bọc đâu đó. Đây. Đó. Bọc cái này vô. Đó. Toyosa kit gì đây. Sabe. Sabeti. Đó. Có cái dây vào đây. Con này chỉ có móc thôi. Con không có cái ấy. Không có cái thịt lưng. Đây đừng có thịt lưng mà. Thì cái cột của người thì cũng đẹp. Buri Denko. Cột của người cũng đẹp. Cái này dài mét nhưng mà giấy phổ mất rồi. Phổ mất giấy này. Thì dù phổ mất rồi. Đó. Ai mà lấy cái này thì coi như 100.000 luôn. Là thành là bộ này là 200. Đó. Cột có cái móc thôi. Rồi. Ok, xong, 30 sản phẩm. Ai có nhu cầu alo. Đó là móc rồi tôi lấy về nó thấy trường hợp vậy có nha, tôi lấy về nhiều rồi anh em có hỏi thì có. An toàn. Rồi nha. Rồi, máy còn ít máy á. Còn ít máy này. Chạy ok này. 250. Makita, Makita thì nó đỡ pin. Không lắc không gì hết lâu. Ok, 250.000 cây, bởi vì còn mấy cây thì nữa, cái này không lấy đâu, này không lấy hàng đâu, đặt anh em xem trên các video là biết à, cúi kênh nào thì mình đăng ký kênh nào thì mình coi. 31 này, 31 là cây này được cũ, kéo cái cành này, rồi này. Cái này dài 1, 2, 3 dài 60, có tem, không có chữ, có tem thôi. Đó, nguyên bản vậy. Cái này ai mua là 250 nhá. 250.000 cây này, đây, cái này. Kéo một cành là được rồi. Rồi, xong. Rồi anh em có gì alo nhá, không trả giá chuyển khoản vẫn bao ship nhưng mà chuyển khoản mua nhiều nhiều á, mua nhiều món, một món nó chết em á. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.